Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, ông bà cô chú ơi, nhà hôm nay có chuối sáp. Dạ, hai chị em nấu bữa ăn sáng cho gia đình với món là cà ri bò nấu với chuối sáp nha bà cô chú. Dạ, đây hai nải chuối sáp mẹ đã uống chín rồi. Dạ, nương chuẩn bị một ít nạm bò. Dạ, nạm bò này đã được luộc sạch, rửa sạch rồi. Giờ mình sắc ra miếng vừa ăn rồi ướp nha. Cái miếng nạm bò nấu cà ri mình nấu nạm nha, mình kho nó sẽ bong lên, vừa có thịt vừa có gân. Miếng này bự quá. Tách chuối sáp ra để luộc trước. Hai nải chuối sáp mẹ uống chín vừa ăn. Thịt bò mình tắt xong rồi, bây giờ ướp cho thịt bò nó thấm nha. Cho một ít tỏi vô. Không có cái muỗng mình nhấn chừng. Thường cà ri là người ta nấu thịt heo với gà hoặc vịt. Hai chị em nấu thịt bò này, nấu món mới cho gia đình thưởng thức. Lúc gia vị rồi, giờ cho cái bịch bột cà ri, cho nguyên bịch vào luôn. Nấu cà ri phải có bột cà ri mới thơm cái mùi cà ri được. Trộn đều lên. Có màu vàng liền. Thử tỏi xả vàng nó để chút màu đều, giờ cho thịt bò vô. Nấu
ít ớt nè. Nãy giờ mình có bắt cái nồi nước lên. Giờ nước nó sôi rồi mình cho thịt bò vào nha. Chắc xác xuống hơi để văn. Bò mình xào cho miếng thịt nó săn nè, giờ để cho nước. Dạ, cà ri này mình nấu bằng nước cốt dừa nha bà cô chú. Nhưng mà mình để thêm một ít nước lọc á. Giờ cho nước cốt dảo vô trước. Giờ ba mẹ con ngồi lột chuối. Chuối ngon hả mà? Chuối sáp dẻo. Sáp vàng. Còn chuối sáp này là mình luộc trái thì cái mình ăn được rồi nè. Hôm nay làm món lạ. Trắng, trắng không ngon mà cái vàng. Vàng nó dẻo hơn, vàng nó dẻo. Trắng nó dẻo. Lột chuối mà nhìn thấy trái chuối thèm quá. Bữa này mẹ luộc và vừa chín rồi để họ nấu nữa nè. Chuối sáp vàng ngon. Chuối sáp mình nấu vậy chín không có mềm nữa, nó vị là rồi đó. Vì là nó chín rồi. Chín mà vị dẻo hoài chứ không có mềm như chuối kia. Chuối này nó dẻo luôn. Mụn ngư à. Con ăn chuối không? Hồi nãy ẩm xuống nè. Bộ qua mẹ nè. Dạ, cái nồi kagi bò nãy giờ mình nấu thịt bò nó cũng mềm rồi. Giờ mình cho chuối sáp. Cái này là chuối sáp mình nghiền nhuyễn nha. Để vô nước cho cái nước mình nó sệt. Nó có cái độ sệt. Giờ mình cho chuối sáp vào trước. Củ cải đỏ nhanh chín đó. Mình cho vào sau. Chuối sáp thì mình sắc xéo như thế này nè. Cho vô nồi kali. Theo giờ mình cho củ cải đỏ vào nha. Củ cải đỏ này nhanh chín mình cho vào sau. Cái nồi cà ri bò của mình á giờ nó sệt lên. Dạ ông bà cô chú ơi, giờ mình cho nước cốt đậm đặc vào nha. Bò bây giờ nó mềm. Cái nồi kagi bò nhìn hấp dẫn luôn, béo. Củ cải đỏ với chuối rồi chín hết rồi. Mình cho nó thấm một chút rồi múc ra tô. Đây có chuối sáp mình chứ củ cải đỏ.
hơn mát mát không? Dạ ông bà cô chú ơi, món cà ri bò với chú Sáp hôm nay ăn kèm với bánh mì nha. Dạ mấy mẹ con nó cũng chín rồi, con mời cha mẹ ăn cà ri bò rồi mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức luôn nha. Dạ mời cha mời mẹ, dạ, mời cả nhà dùng cà ri luôn. Rồi mời cả nhà dùng luôn nha. Dạ đây dĩa quế. Rồi mời cả nhà ăn cà ri nha, cà ri là ri bò phải không? Dạ. Ăn thử cà ri bò. Đặc biệt nấu với chuối sáp. Còn cà ri nấu với khoai môn phải mà. Ừ, cà ri già nấu với cacao. Cái bàn nó bị lắc lư. Mình múc nước. Có nước chấm bánh mì. Dạ. À, mình có để một ít chuối mà để nước nó sánh rồi. Có chú sáp nữa. Còn chú sáp rồi nó dẻo. Nó mình ăn cái đi gà, đi heo, vịt rồi heo, giờ cái đi bò. Mới thôi. Thường bò là người ta nấu bò kho phải không mà này nấu cà ri bò. Nấu bò kho. Ngon. Này béo. Chú sáp dẻo. Chú sáp ngọt thì dẻo mà ngọt. Ngày trưng ra ở nhà hả? Thấy nấu càng lâu là càng mềm phải không ạ? Rồi nấu lâu hơn heo. Mới múc ra còn nó hỏi lắm. Còn chuối vô. Chấm cái nước cà ri nó béo ngon. Dạ. Dẻo. Chú sáp mẹ ổ chín. Ở khi nấu bằng tay cao này nấu chú sáp. Bò nấu chú sáp. Đẹp với quế ăn thơm. Dạ ông bà cô chú ơi, hôm nay thì hai chị em làm bữa ăn sáng cho gia đình với món là cà ri bò nấu với chú sáp. Dạ ăn cũng rất là ngon luôn. Dạ, thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ, xin chào.